Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn clip thứ 6 trong series cảm âm đệm hát guitar. Thì nhiều anh em có hay hỏi tôi rằng làm cách nào, có mẹo nào để chúng ta đệm hát mà chúng ta không cần phải nhìn vào những cái bảng hợp âm cho sẵn trên các trang web. Thì câu hỏi này nó mang cái tính kiến thức khá rộng các bạn nhé. Chúng ta không có cách và chúng ta không có mẹo, mà đây là cả một hệ thống kiến thức, là một hệ thống rất nhiều kiến thức, cho nên chúng ta cần phải chinh phục từng chút một, từng thứ nhỏ, và sau đó chúng ta chắc nối tất cả lại, chúng ta mới có thể xử lý được một bài hát, chúng ta tự đệm được một bài hát mà không cần nhìn hợp âm. Thì trong các ngày trước tôi đã hướng dẫn các bạn 5 clip về cảm âm đệm hát này, bạn nào chưa xem có thể tìm để xem lại. Chúng ta chỉ cần gõ từ khóa cảm âm đệm hát toàn guitar thì sẽ ra các clip này. Và ngày hôm nay tôi hướng dẫn các bạn clip số 6. Ở clip ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vòng 1473 trong tông thứ. Cái vòng 1473 này thì tôi cũng có nói khá nhiều đến nó rồi, nhưng mà hôm nay tôi sẽ dẫn các bạn sử dụng cái vòng tròn ngũ cung này để chúng ta xác định nhanh vòng 1473 cho các tông thứ khác nhau của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đếm các bạn nhé, các bạn đếm bằng ngón tay thì nó có thang dáng ở đây, nó không mang cái tính chính xác đâu, nó chỉ mang cái tính tương đối với một số tông nhạc thôi. Một số tông nếu mà các bạn đếm không cẩn thận là nó sẽ sai, nhưng mà chúng ta dùng cái vòng tròn bậc 5 này chúng ta xác định thì nó sẽ chính xác 100%. Các bạn cứ theo dõi từng chút một, các bạn sẽ hiểu. Rồi trước tiên cần phải xin nhắc lại về cái vòng 1473 trong tông thứ này, nó rất là quan trọng. Chúng ta có thể sử dụng nó ra để đệm hát cho nhiều câu hát, nhiều bài hát. Không phải là chúng ta sử dụng một cái vòng hợp âm là nó thần thánh, là chúng ta đệm hát cho bất kỳ câu hát nào đâu các bạn nhé. Mà cái vòng hợp âm nó sử dụng cho được nhiều câu hát và chúng ta có nhiều vòng hợp âm như thế và nhiều kỹ thuật khác nhau thì nó kết hợp lại với nhau, nó phải tạo thành một bài hát. Chúng ta sẽ không thể có một cái vòng hòa âm nào đó mà chúng ta chơi tất cả các bài hát một cách vô định được. Cho nên chúng ta phải tập khá nhiều clip khác nhau là vì thế. Thì vòng 1473 là gì? Là chúng ta có bậc 1, bậc 4, bậc 7, bậc 3. Bậc 1 có nghĩa là ví dụ trong tông la thứ thì la thứ là bậc 1, rồi chúng ta cứ đếm từ la si đô thì đô là bậc 3 chẳng hạn, rê mi mi là bậc 5, ví dụ như thế. La si đô rê mi fa son đó, chúng ta đếm đến 7 thì son là bậc 7, ví dụ như thế. Thì chúng ta ở đây chúng ta không cần phải đếm các bạn nhé, chúng ta không cần phải đếm, chúng ta dựa vào cái vòng tròn ngũ cung này chúng ta không cần phải đếm. Thì ví dụ tôi lấy ở đây ra là cái tông la thứ, tông la thứ thì sẽ có hợp âm la thứ là âm chủ thì nó sẽ là bậc 1 các bạn nhé. Cứ tông nào ví dụ tông mi thứ thì mi thứ là bậc 1, mà tông rê thứ thì rê thứ là bậc 1. Thì ở đây ví dụ tông la thứ chúng ta có la thứ là bậc 1, thì chúng ta kéo ngược về, ngược chiều kim đồng hồ về một một nấc, chúng ta sẽ có bậc 4, tức là rê thứ sẽ là bậc 4. Ok, chúng ta có la thứ là bậc 1, rê thứ là bậc 4, la thứ bậc 1, rê thứ là bậc 4. Đó, tiếp theo là bậc 7, bậc 3. Thì các bạn để ý đây nhé, khi chúng ta lấy cái la thứ này làm trọng tâm thì đây trong cái hình vuông này, tất cả trong hình chữ nhật này, tất cả nó là những cái hợp âm sử dụng cho tông la thứ, những cái hợp xung quanh nó là sử dụng cho tông la thứ này các bạn nhé. Thì chúng ta đem ra sử dụng là hai hợp âm là la thứ và rê thứ là bậc 1 và bậc 4 rồi. Sau đó chúng ta có bậc 7, bậc 3 thì chúng ta lại sử dụng hai cái hợp âm trên này, đó nó chéo lên, kéo từ son trưởng là 7 và đô trưởng là bậc 3. Chúng ta các bạn để ý hai cái hình mũi tên tôi kẻ đây. La thứ là bậc 1 kéo về rê thứ là bậc 4. Sau đó lại son trưởng là bậc 7 kéo về đô trưởng là bậc 3. Nó chéo như thế. Thì chúng ta sẽ có 1473 trong tông la thứ là la thứ, rê thứ, son trưởng và đô trưởng. Chúng ta đếm đây. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ, Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Thì các bạn lưu ý đây, thì chúng ta có 1 4 7 3, 1 là la thứ, 4 là rê thứ, thì lẽ ra các bạn đến 7 là son trưởng và 3 là đô trưởng. Nhưng tại sao câu cuối cùng này chúng ta lại mi 7 và la thứ? Thì các bạn hiểu là cuối câu chúng ta sử dụng át âm và âm chủ. Cái này là ở clip trước tôi đã nói rồi, các bạn cần phải xem lại clip trước về hướng dẫn về át âm thì các bạn sẽ hiểu các bạn nhé. Để tóm lại các bạn hiểu câu cuối cùng chúng ta sẽ dùng mi 7 và la thứ, chúng ta không tuân theo cái 1473 nữa mà chúng ta bậc 5 và bậc 1. Tóm lại là cái 1473 chúng ta sẽ đệm được khá dài, sau đó đến đến khi nào mà kết thúc câu thì chúng ta sẽ dùng bậc 5 và âm chủ.
Tôi ví dụ bài hát đây, vẫn là theo cái vòng này. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu, khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Thì ở đây chúng ta cũng sử dụng 1-4-7-3, tức là la thứ, rê thứ, son trưởng, đô trưởng. Nhưng cuối cùng chúng ta lại mi bảy và la thứ. Cái này tôi xin nhắc lại là át âm ở cuối câu, chúng ta sẽ dùng át âm về âm trục. Thì trong cái tông nhạc khác chúng ta cũng làm như thế thôi. Tôi ví dụ bây giờ chúng ta chuyển sang cái tông mi thứ. Thì trước tiên cái tông mi thứ thì mi thứ sẽ là bậc 1, sẽ là âm chủ. Thì các bạn cũng quanh tròn một cái mi thứ này. Và các bạn sẽ lấy trong cái hình chữ nhật này, đó là các hợp âm sử dụng cho tông mi thứ các bạn nhé. Đây là các hợp âm sử dụng cho tông mi thứ, nó nằm trong cái hình chữ nhật mà tôi gióng đây. Thì chúng ta sẽ có mi thứ là bậc 1. Chúng ta kéo lùi về kim đồng hồ một nấc. Mi thứ thì các bạn nhé, mi thứ là bậc 1 này. Chúng ta kéo lùi theo kim đồng hồ về, ngược kim đồng hồ về một nấc, là bậc 4 là la thứ. Tiếp theo là 7-3 thì chúng ta lại hài cái hợp âm bên trên, rê trưởng là bậc 7, và kéo ngược về một nấc là bậc 3. Chúng ta cứ theo cái hai hình như vậy, vòng trong chúng ta kéo về mi thứ, la thứ, vòng ngoài chúng ta cũng kéo về rê trưởng, son trưởng. Đó thì chúng ta có cái vòng 1-4-7-3 của tông mi thứ sẽ bao gồm mi thứ, la thứ, rê trưởng và son trưởng. Chúng ta lại tiếp tục hát những bài như cũ. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng như cành cây khô, quán cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lành đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Đó, 1-4-7-3 tức là mi thứ, la thứ, rê trưởng, son trưởng, cứ thế chúng ta đêm. Và cái câu cuối tôi lại xin nhắc lại một lần nữa, cái câu cuối cùng là chúng ta dùng bậc 5 về âm chủ. Thì cái này các bạn phải theo dõi theo hệ thống, các bạn theo dõi các clip trước rồi các bạn mới theo dõi đến clip này, các bạn mới hiểu về cái câu cuối cùng này, tức là chúng ta át âm về âm chủ. Các bạn tìm lại cái video đáp át âm để các bạn xem. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu, khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Đó, cuối cùng chúng ta dùng át âm về âm chủ. Tôi lại ví dụ một cái tông nhạc nữa, một tông nhạc nữa để các bạn dễ dàng các bạn tìm, các bạn hiểu được này. Tôi ví dụ tông son thứ. Thì chúng ta quanh tròn vào đây, son thứ là bậc 1. Chúng ta kéo lùi ngược chiều kim đồng hồ về một nấc là đô thứ, là bậc 4. Đó. Tiếp theo chúng ta có 7-3 là gì? 7-3 là chúng ta lại kéo hai cái hợp âm chéo bên trên. Đó. Trước tiên thì các bạn cứ dễ dàng, để dễ dàng xác định, các bạn cứ khoanh hình chữ nhật này đây. Hình chữ nhật bao gồm 6 cái hợp âm dùng cho cái tông son thứ này. Các bạn cứ cái tông nhạc nào chúng ta lấy cái âm chủ ở trung tâm và chúng ta khoanh một cái hình chữ nhật, khoanh các cái hợp âm xung quanh nó để sử dụng cho nó. Trước tiên chúng ta có son thứ đó. Các bạn lùi về một nấc ngược chiều kim đồng hồ là đô thứ. Tiếp theo lại hai cái hợp âm trưởng ở bên trên. Hai hợp âm trưởng bên trên là pha trưởng. Và lùi về một nấc là si giáng trưởng. Đó. Chúng ta không cần phải đếm các bạn nhé, các bạn cứ theo cái hình thù như thế thôi. Thì vòng 4-7-3 trong tông son thứ chúng ta sẽ có son thứ, đô thứ, pha trưởng và si giáng trưởng. Đó. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu, khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Thì câu cuối cùng ấy là át âm
át âm về âm chủ, tức là át âm ở đây là re 7. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quán cọc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Tôi xin nhắc lại về cái vấn đề át âm này, cái cuối cùng là át âm về âm chủ, tức là bậc năm về bậc một. Thì bạn nào chưa xem, chúng ta phải tìm lại cái clip tôi hướng dẫn về át âm để xem các bạn nhé. Các bạn xem hệ thống các clip này từ video số 1 đến video cứ theo thứ tự như 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì các bạn mới hiểu được tất tần tật. Xin chúc các bạn thành công.